Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần vững tâm, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước. Trong ngày 30 tháng 10 âm lịch tới đây, các nhà tử vi học cho biết, có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ được nhận lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu không hết đúng ngày 30 tháng 10 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Một, tuổi Tý. Trong ngày 30 tháng 10 âm lịch, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Thậm chí trong tháng này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn của mình. Chắc hẳn là bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cả tương lai. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh nhận định, người tuổi Tý được tam hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra giải đáp trong ngày hôm nay. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Dần có một ngày rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ. Một số người có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn chớ nên chi tiêu bừa bãi mà hãy có cách sử dụng hợp lý. Người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng sẽ được hưởng một khoản tiền công xứng đáng. Đây là động lực để bạn cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy sắp xếp thời gian khoa học để không phải làm việc quá sức nhé. Mộc khắc thổ tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà không hài hòa. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người thân mỗi khi đưa ra quyết định. Điều này khiến bạn cảm thấy mình thật là đơn độc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Tam hội nâng đỡ, người tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn đã quen biết từ bấy lâu. Bạn hãy khiêm tốn lắng nghe quan điểm của đối phương để tìm ra định hướng đúng đắn cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng luôn đổ về tới tấp. Có những lúc bạn bận rộn đến mức gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đáng mừng là công sức của bạn đều được trả công xứng đáng. Tuy nhiên, mộc khắc thổ cho thấy người độc thân có thái độ thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn thích dành thời gian cho công việc hơn là quan tâm đến người khác. Chính vì vậy mà dù có được quan tâm hỏi han, bạn vẫn khá là sừng sững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thẳng thắn, chân thành, thích kết bạn và rất có chí tiến thủ. Con giáp này không ngại khó khăn, ngại khổ, không ngừng cố gắng vươn lên. Họ dám thử thách bản thân và thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và kiên trì. Đúng ngày 30 tháng 10 âm lịch, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc và gặp may mắn về tài chính. Họ sẽ nhận được những khoản tiền lương thưởng xứng đáng với khả năng. Người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, các thương vụ đều suôn sẻ và thuận lợi. Không những vậy, người tuổi này còn nhận thêm cơ hội đầu tư sinh lời, làm việc chăm chỉ, tận tâm, họ sẽ được đền đáp xứng đáng.
Xem tử vi của 12 con giáp, hỏa sinh thổ, khuyên người độc thân đừng mãi chìm đắm trong nỗi đau quá khứ. Tương lai luôn chất chứa những điều mới mẻ, bất ngờ, bạn không nên bỏ lỡ chân thành với mình. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn cảm thấy đã đủ hiểu về nhau, mong muốn được ở bên nhau thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện tương lai. Chính quan nâng đỡ, con đường sự nghiệp của người tuổi ngọ cũng được trải hoa hồng. Bằng kiến thức và kinh nghiệm phong phú, bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp bản mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong ngày 30 tháng này. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay và thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng không vì thế mà chủ quan, kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn. Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định, người làm đầu tư, kinh doanh hoặc nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai. Tam hợp phù trợ, người tuổi Thân làm ăn kinh doanh có thể ký kết hợp đồng với những đối tác triển vọng. Bạn luôn nhanh chóng nắm bắt xu hướng nên thường kiếm về một khoản bộn tiền khiến mọi người xung quanh ghen tị. Người làm công ăn lương nên mạnh dạn nêu lên ý kiến, quan điểm của mình. Có những khi, những góp ý tưởng chừng nhỏ bé của bạn lại khiến cả tập thể phải thay đổi. Do đó, hãy luôn tự tin vào bản thân, bạn có thể góp phần thúc đẩy tập thể tiến xa hơn nữa. Thổ sinh kim, con giáp này không muốn níu kéo thứ tình cảm đã không còn thắm thiết như thuở ban đầu. Bạn chấp nhận chia tay nếu người ấy đã trở nên lạnh nhạt. Tưởng đây là một cái kết buồn, song bạn lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp bản mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Là tuổi Dậu. Người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do nhị hợp mang lại. Bạn đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tiến những bước đầu tiên ngay trong hôm nay. Vừa làm vừa bình tĩnh học hỏi, dần dần bạn sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Thổ sinh kim, bạn quyết định cho người ấy luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn lạnh lùng cũng cần dần cảm động. Chắc chắn là quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp bản mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong ngày 30 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!